tay theo thân, đúng không? Bởi vì vùng nách chúng ta đã khống chế rồi, đúng không? Nhảy xong rồi thì chúng ta phải đi cân bằng cái đường nách tay áo khớp với nách thân áo. Không thể thầy quên thật mà. Quên bài, lúc đó mình đã quên bài. Tập cân bằng. Và chọn gì ạ? Chọn điểm một cái nhá. Các bạn bấm cái thẳng nhá, đừng ký đầu nữa nhá. Sau đó lan chuột lại, chọn gì ạ? Đường chuẩn ạ, hoặc là chọn đường nách tay. Phải chuột ok. Sau đó chúng ta sẽ bấm gì ạ? Update và ok. Và để minh chứng thì chúng ta phải đọc lại. Bấm nách thân một cái này. Và bấm nách tay một cái này. Bước nhảy là chấm 78, 78, 77. Đây 77 này, 78 và 77. Khớp nhau hết các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta mới quay trở lại nhảy gì ạ? Tay, nhảy tay. Tay chúng ta nhảy ngược trở kim đồng hồ hay xuôi ạ? Ngược hay xuôi ạ? Ngược, bây giờ nhảy xuôi được không ạ? Được không ạ? Được, ok. À, chúng ta sẽ nhảy từ điểm này phải không ạ? Điểm này x là cái gì ạ? À, dài tay, đúng rồi, dài tay. Đúng hơn là gì ạ? Âm độ lệch dài tay phải không ạ? Thì ở đây có cho không ạ? 19, 20, 21, 21, 5. Lệch mấy ạ? 1 cm. Sai sau cùng là 5 ly. Thế x đây sẽ là âm 1. Và sai kế giống nhau thì không cần nhập. Cho tới sai cuối cùng chúng ta sẽ nhập là trừ chấm 5. Y có nhảy không ạ? Không. Ok. Và chúng ta qua điểm kế tiếp. Thì x đây sẽ là gì nữa? Công thức của chúng ta là gì ạ? Đọc nào. Âm độ lệch trái tay âm 1. Ok em ha. Và sai này cũng là âm chấm 5. Còn y là cái gì ạ? Y là ở đây có cho rộng cửa tay không? Bao nhiêu đây? 15, 15, 5, 16, 16, 5. Bao nhiêu ạ? Chấm 5. Y ở đây chấm 5. Bấm update. Xong một điểm ạ. Đúng không ạ? Chúng ta nhảy điểm kế tiếp nữa. X ở đây là cái gì ạ? Ẩn số. Ok. Ẩn thì không biết nha. X là ẩn số chúng ta không thể biết phải không ạ? Nhưng mà Y chúng ta đang bị khống chế bởi vòng gì ạ? Vòng nách ở chân thân nhá. Vòng bắp. Ok. Thế thì chúng ta sẽ xem ở đây. À, vòng bắp cho lệch chênh lệch bao nhiêu? 35, 5, 37, 38, 5, 40. Bao nhiêu ạ? 1,5. Vậy chúng ta nhập 1.5 chia 2. Update. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Thực ra đây mới là bắp của các bạn nhé. Đây mới là bắp của các bạn. Thì cái chỗ này bạn phải nhảy lớn hơn mới đúng không ạ? Nó sẽ bị thiếu bởi vì chúng ta đang nghiêng vào đúng không? Thì những số đầu tiên này này, .75 là ok này. Số sau bạn nên cho .85. Lớn hơn 1 ly. Lớn hơn 1 ly nhá. Xem nào. Còn nếu như .75 không thiếu thì chúng ta giữ nguyên. Được chưa? Nhảy vậy xong chưa ạ? Thiếu gì nữa? Chưa. Còn gì ạ? Đi tìm ẩn số. Thế thì trước khi tìm chúng ta, để tìm thì chúng ta phải hình dung thế này nhá. Chúng ta sẽ trái chuột đo bằng nách này. Độ lệch của cái nách là lệch nhau bao nhiêu đây ạ? Chấm 7, 78, 78, 77. Và chúng ta lại đi đo nách tay. Ở đây là nhảy chỉ có 0.65, 75, 76. Và đang thiếu là bao nhiêu đây ạ? Bấm like và đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày. 0.03 và 0.1. Chúng ta đi cân bằng. Đúng không ạ? Cân bằng nách tay theo nách thân là nách thân theo nách tay nhỉ? Tay theo thân à? Ô tưởng thân theo tay chứ ta? Thân theo tay hay tay theo thân ạ? Tay theo thân, đúng không? Bởi vì vùng nách chúng ta đã khống chế rồi đúng không? Nhảy xong rồi thì chúng ta phải đi cân bằng cái đường nách tay áo khớp với nách thân áo. Tự nhiên đang trả lời đúng phải nói nên tự nhiên nếp thế sai. Không thể thầy quên thật mà. Quên bài, lúc đó mình đã quên bài.
Cái này em khuyên thật đấy nha. Rồi chúng ta sẽ đi cân. Vào đâu các bạn nhỉ? Rồi đây. Mắt lại x hay y ạ? X hay y ạ? Tại vì điểm nào là ẩn số thì vào trục đó đúng không? X phải không ạ? X. X đúng không chị? X nha. Rồi vào x nha. Chúng ta sẽ chọn đường slit line to be ở đây này, chọn đường cần cân bằng. Và chọn gì ạ? Chọn điểm một cái nhé. Các bạn bấm cái thẳng nhé, đừng ký đầu nữa nha. Sau đó lan trượt lại, chọn gì ạ? Đường chuẩn ạ, hoặc là chọn đường mách tay. Phải chuột ok. Sau đó chúng ta sẽ bấm gì ạ? Update và ok. Và để minh chứng thì chúng ta phải đọc lại. Bấm mách thân một cái này. Và bấm mách tay một cái này. Bước nhảy là chấm 78, 78, 77. Đây 77 này, 78 và 77. Khớp nhau hết các bạn nhé. Ok chưa ạ? Thì sau cùng này, nó không không hết ạ. Tức là nách tay giáp với nách thân nó sẽ chuẩn 100% ạ. Nó không thừa và không thiếu. Ok chưa? Thế còn cái bắp này, đường này thì sao ạ? Có phải đường này có phải đường này không? Đúng không ạ? Rồi, tại vì mặc định là cách đây là 2 phân rưỡi mà đúng không? Thì đường nách là xuống bao nhiêu, cái này xuống bấy nhiêu? Và chỗ này làm sao? Làm sao để nó song song với nhau ạ? Intersection. Y là bắt điểm theo trục Y ạ. Intersection parallel. Chọn điểm thay đổi. Chọn điểm chọn ta nó song song với nhau này. Nó up to vâng ạ. Vâng. Còn thắc mắc gì nữa không ạ? Em dừng ha. Còn nếu như mà lệch ít như vậy mà không cân bằng thì có sao không? Ví dụ có mách ấy, 1 ly với nửa ly mấy xem có sao không nhỉ? Không. Thậm chí nửa phân còn kéo ầm ầm mà đúng không? À. Đúng rồi, ép vào em mờ còn may được cơ mà nói gì. Thậm chí mà nó may ra đến nhưng mà hàng nhiều sai hàng trẻ em ấy mà hai sai kế mà nhau mà ai về công ty ý cũng không phát hiện ra nếu mà có giá không 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 phát hiện ra. Chẳng qua thì nếu như chúng ta thà không biết đã biết thì chúng ta sẽ làm đẹp và chính xác, hiểu đúng không? Nếu như làm dập tay thì cái nhảy nách này nó chỉ tương đối, nó chỉ tương đối nhớ nhé, còn máy thì chúng ta sẽ làm tuyệt đối được, hiểu đúng không? Nó tính theo gem, theo ly luôn, theo ly theo gem. Rồi, trụ này không nhảy phải không ạ? Trụ không nhảy, để nguyên ha. Bữa sau chúng ta sẽ học các sơ đồ. Và bây giờ về nhà, bài tập về nhà của chúng ta là nhảy lại cái thân sau, thân trước và tính vòng nách sao cho đủ. Và nhảy tay đầy đủ. Nếu như các bạn nhảy xong rồi mà cảm giác mình muốn thực hành lại thì xóa cái điểm nhảy cỡ đi và chúng ta thực hành lại một lần nữa. Cho đến khi mình nhảy mình cảm thấy không thèm xem video nữa là ngon. Ok ha. Em dừng được chưa? Rồi em dừng nhá. Em sẽ dừng đây. Chắc chắn không có hỏi gì ha. Và trước khi các bạn lưu thì nhớ hiện đường main cho em nhé. Hiện đường main cho em nhé. Bật hai sim lên. Không bật đường main nhé. Trước khi lưu nhớ hiển thị đường main cho em. Được chưa? Thì bữa sau phải thực hiện lại đâu có mất gì đâu. Ở đây em chỉ nhấn mạnh lại cho mình nhớ thôi. Được không ạ? Đôi khi nó sẽ bị lỗi đường may, nó không cập nhật thì mình phải cập nhật đường may nữa. Còn nếu muốn chắc chắn không bao giờ thiếu thì Advanced và Update nhé. Chọn đường cuối cùng cho em nhé. Tích chuột phải Setting On thì đường may nó sẽ cập nhật theo các điểm nhảy cỡ. Tuy nhiên nó có một vài trường hợp là lỗi thì mình mới làm như vậy. Nhưng muốn chắc chắn thì làm như thế sẽ không bao giờ bị thiếu. Được chưa? Ok nhé.